Các bạn thân mến, không biết là các em đã lên xem phần livestream ngày hôm nay hay chưa? Nhưng mà hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây để có thể hướng dẫn cho các bạn về một số những cái vùng kiến thức ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé, được không? Được không nào? Nếu như mà các em lên rồi thì gửi lời chào tới chị nhé. Ok, xin chào 150 bạn đang xem phần livestream ngày hôm nay cùng với chị. Xin chào các em. Ngày hôm nay chị muốn là dành một cái buổi nho nhỏ để có thể chia sẻ cùng với các bạn về nghị luận xã hội. Bởi vì bản thân chị nghĩ là đây là một cái câu mà rất là nhiều bạn vẫn cảm thấy băn khoăn ở giai đoạn này. Ok, xin chào Thúy Duyên, xin chào em. Xin chào các bạn nha. Các em ơi, nếu như mà lên rồi thì gửi lời chào tới chị nhá. Gửi lời chào tới chị nhá, được không? Chúng mình sẽ đợi khoảng 400 bạn rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ được 300 bạn rồi. Ok, xin chào Ngô Danh, xin chào em. Chị ơi, mai thi rồi em lo quá, thi học kỳ hả em? Chị chúc Phú Sa ngày mai thi tốt nhá. Ok, xin chào Hoàng Trung Vũ, xin chào em. Còn khoảng 60 bạn nữa chúng mình sẽ bắt đầu cùng với nhau nhá. Xin chào Minh Thi, fan cứng của chị luôn đấy, đúng không? Ok, chị sẽ hướng dẫn cho các bạn và sẽ giải đáp cho các bạn những cái câu liên quan tới nghị luận xã hội. Bởi vì chị nghĩ ok, yên tâm Sang ạ, chắc chắn là chị sẽ up, yên tâm. Cho dù đôi khi em hay câu có lên em, rồi có những lúc hạnh phúc như khóc hoa, hãy cùng em nhớ đến những ngày hôm qua. Mai đây đau thương anh thay cho em, thay bằng bình yên nơi anh không chút lem nhem. Nói phải nhớ không nuốt lời, cho dù bao lâu vẫn mãi cùng sân chơi. Cha la la cha 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 cha. Rồi, ok các bạn ơi, đủ rồi ạ. Ôi thế à, tất nhiên là sẽ ảnh hưởng rồi Trung Vũ ơi. Chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rồi, nhưng mà chị nghĩ là chị có một cái lời khuyên dành cho các bạn là thôi, bây giờ cũng sắp đến cái kỳ thi quan trọng rồi. Nếu mà mình có viết á, thì mình cũng cố gắng là viết chữ nó dễ nhìn một tí. Thôi thì bây giờ chữ mình không đẹp thì mình cố gắng viết dễ nhìn. Bởi vì các em phải hiểu rằng là chấm văn đấy, thường thì các bài viết của các em ít nhất tối thiểu cũng phải 2 tờ rồi. Rất là dài, rất là áp lực cho các thầy cô chấm bài. Thế nên là các em cố gắng viết rõ ràng một chút xíu. Viết rõ như vậy thì các bạn nói chung là sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn và tâm thế chấm bài của các em cũng sẽ thoải mái hơn. Chứ không lại á, chứ không kiểu như là cứ dịch từng chữ một của các bạn ấy thì thời gian sẽ rất là lâu và nói chung là cũng cảm thấy kiểu không được thoải mái lắm. Ok chưa nào? Nha. Được không? Rồi, ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái ý về nghị luận xã hội. Thật ra thì về câu nghị luận xã hội này chị đã hướng dẫn cho các bạn khá là nhiều lần rồi. Thực sự là như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay thì chị vẫn muốn nói lại cho các bạn một lần nữa, được không ạ? Thế thì mình mới phải cần thời gian luyện tập. Đã có hẳn 12 năm để luyện tập chữ cho nó gọn gàng để bước vào cái cuộc chinh chiến quan trọng nhất này rồi còn gì, đúng không? Ôi thế á, trúng tủ luôn khóa luyện đề miễn phí của chị á. Khủng khiếp thật sự luôn đấy. Thế à, chúc mừng em nhá. Nói chung là chị vẫn hay bảo là thật ra ấy, là chị thì không, tức là không xuất sắc bằng ai cả. Nhưng mà bản thân chị thì lại kiểu may mắn ấy, chị cảm thấy thế. Từ trước đến giờ ấy, chị cảm thấy luôn luôn có một cái gì đấy kiểu may mắn ấy, chị nói thật đấy. Chị cũng không nghĩ được là những cái năm vừa rồi ấy, thật ra là những cái phần mà chị nói trọng tâm ấy, chỉ là những cái phần bản thân chị cảm nhận thấy thế thôi. Nhưng mà chị cũng không ngờ được rằng là đề thi lại vào cái phần đó, thật sự luôn. Thật sự đấy, chị không nghĩ là cái bài thi lại vào đúng cái phần mà mình cảm tính. Chị có bao giờ khuyên các bạn học tủ đâu đúng không? Chỉ là thường đấy, là cái hôm gần cuối là chị sẽ hay phát một cái bài nào đó mà bản thân chị cảm thấy là khả năng. Đấy thì thường là 2 năm trở lại đây rồi, 3 năm trở lại đây rồi chứ không phải là 2 năm. Thì đều kiểu như là nhận được cái sự may mắn như vậy ấy. Nên chị cũng mong là năm nay thì team chị Hiên có thể tiếp tục mang lại sự may mắn cho các bạn. Mong là như thế nhá, ok không? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau quay trở lại về cái câu nghị luận xã hội này ấy. Trước tiên, chúng ta định hình rằng là đây là cái câu mà chiếm 2 điểm ở trong đề thi đại học, phải không ạ? Và hãy nhớ giúp chị là cái hình thức của mình là hình thức đoạn văn mà em, đúng không? Nhá. Hình thức của mình là hình thức đoạn văn mà, đúng chưa nào? Đã là hình thức đoạn văn á thì phải nhớ giúp chị một điều là chúng mình không bao giờ chỉ có một lần duy nhất là lùi vào đầu dòng thôi. Còn sẽ không bao giờ có xuống dòng và lùi vào đầu dòng, được không ạ? Hãy nhớ nhá, hình thức là đoạn văn. Và câu hỏi của chúng mình, cái form đề của chúng mình ở thời điểm hiện tại ấy, thì vẫn sẽ là viết một cái đoạn văn 200 từ, 200 chữ, đúng không ạ? Thế thì chị đã định lượng cho các bạn, chị bảo với các bạn là gì? Chị định lượng cho các bạn rồi là nếu như mà chúng mình có một cái mặt giấy thi á, đúng không? Nếu như mà chúng mình có một cái mặt giấy thi ấy, thì các bạn viết cho chị khoảng 2/3 cái mặt giấy thi đó là ok, được không nào? Nhiều bạn ấy viết tham lắm, viết dài khủng khiếp luôn. Và chính bởi vì cái việc tham viết và viết dài như vậy, thế nên là nhìn cái là ban giám khảo, tức là những người chấm bài của các em, đã biết là gì ạ? Đã biết là các bạn viết quá cái dung lượng rồi, đúng không? Nhìn cái là đã biết là các bạn viết quá dung lượng rồi. Thế bây giờ trước tiên là cái ấn tượng ban đầu nhìn vào đã không tốt rồi. Thế nên là chúng mình lưu ý giúp chị. Cái chị khuyên các bạn điều này, chị nói ra với các bạn điều này để làm gì? Để cho các bạn biết được rằng là nếu như mà chúng mình có luyện tập về nghị luận xã hội thì các bạn sẽ dần dần cho mình vào khuôn khổ đi. Có nghĩa là mình mua giấy thi về xong rồi mình tập, mình rèn viết là mình chỉ bảo là ngày hôm nay cái bài nghị luận xã hội này mình chỉ được viết đến đây thôi. Để xem là một lát nữa, sau khi mình viết đến đấy mà mình mới viết đến cái phần liên hệ mở rộng chẳng hạn, ví dụ thế, cái phần liên hệ bản thân mình chẳng hạn, thì mình sẽ biết là à, thì ra cái phần giải thích và cái phần bàn luận của mình là hơi bị quá rồi, hơi bị dài và hơi bị tham rồi. Đấy, thế nên là chị muốn là các em hãy cho mình kiểu vào dần khuôn khổ đi. Đừng để cho bản thân mình gọi là thoải mái, thích viết cái gì thì viết nữa, được chưa ạ? Thì đấy là về cái mặt hình thức, ok chưa? Nhá, đó là về cái mặt hình thức là như vậy. Còn bây giờ thì chị sẽ một lần nữa định hình cho các bạn về cái mặt nội dung, để xem là ở trong cái phần nội dung này, với cái đoạn văn 200 chữ thì mình sẽ viết được cái gì nhá, được không ạ? Đây các bạn ơi, đoạn văn thì bao giờ cũng được cấu thành bởi 3 phần: mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Nhớ nhá, không phải là mở bài, thân bài và kết bài đâu. Chị chia ra thành 3 phần cho các bạn như vậy để cho các bạn dễ dàng thôi. Một lát nữa chị sẽ soi chiếu vào đáp án của các cái đề ở năm trước để cho các bạn nhìn thấy là à, với những cái 3 điểm của Bộ Giáo dục thì đối với cái phần nghị luận xã hội này chúng ta cần đáp ứng được những cái yêu cầu gì. Ok chưa? Nhá, một lát nữa chị đã chuẩn bị ở đây rồi. Chị đã in ra một số những cái đáp án ở đây rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao hôm nay chị in kiểu gì mà chị lại quên mất là không in đề 2019 các em ạ. Chị nói thật đấy. Nên là các em thông cảm cho chị nhá. Chị chỉ in năm 2015 này, 2016, 2017, 2018 thì là có đủ đáp án ở đây rồi. Chị chuẩn bị ở đây rồi. Một lát nữa mình sẽ cùng soi chiếu vào để mình xem. Và các em cùng ngồi với chị để chúng mình coi như là một lần ôn lại, để rút ra xem là à, với cái câu nghị luận xã hội thì chúng mình cần phải đáp ứng những yêu cầu gì so với 3 điểm của Bộ Giáo dục. Ok chưa? Nhá. Thế thì bây giờ chị sẽ list lại cho các bạn về những cái yêu cầu mà chúng ta cần phải đạt được ở trong cái này, được không ạ? Trước tiên nhá, chị nói đấy, đoạn văn được cấu tạo bởi 3 phần, đó là phần mở đoạn. Có một số những cái lưu ý về phần mở đoạn mà chị muốn các bạn phải cân nhắc. Đó là nếu để nói cái gì là cái quan trọng nhất ở trong phần mở đoạn này thì đó là phần đặt vấn đề, được không ạ? Thế thì muốn đặt được vấn đề ấy, đồng nghĩa với việc là các bạn cũng phải xác định được đúng cái vấn đề này. Nếu như mà các em xác định sai ấy, gọi là sai một ly là đi một dặm đấy. Câu này cực kỳ phù hợp ở trong giai đoạn này đấy, được không nào? Tức là quan trọng nhất ở trong phần này là đặt vấn đề, chứ không phải là phần dẫn dắt. Hiểu chị không? Dẫn dắt chỉ là một cái yếu tố phụ thôi. Và mở đoạn, chị gọi là đưa lời khuyên cho các bạn luôn. Chúng ta vào để trực tiếp luôn ạ. Dùng một, được không ạ? 1 đến 3 câu là tối đa cho cái phần mở đoạn này thôi. Vẫn tất nhiên là vẫn sẽ có những cái cách mà để tạo ra ấn tượng, chứ không phải là các bạn nói với chị là chị ơi, làm sao mà 1 đến 3 dòng làm sao mà có thể đưa ra được một cái mở đoạn ấn tượng được hả chị? Tất nhiên là vẫn có cách chứ. Chị đã bắt gặp rất là nhiều những cái mở đoạn ấn tượng của các bạn với những cái đề nghị luận xã hội. Và thậm chí là chị cũng đã từng hướng dẫn cho các bạn rồi. Đó, nên các em lưu ý giúp chị điều này. Đây là cái lưu ý trước tiên về mặt nội dung mà chị cân nhắc. Tức là chị để cho các bạn, các em phải thật sự là thận trọng với cái điều này để tránh bị lan man và dài dòng nhá. Đừng có để cái trường hợp là viết mở đoạn đến tận 5 dòng, 6 dòng, 7 dòng thì chị cũng chịu luôn đấy nhá. Trước tiên đây là cái ủy số 1, ghi nhớ nhá, ghi nhớ vào đầu nhá. Ok chưa ạ? Viết phần này mà toàn được 0,5 thì là hỏng rồi, là dở rồi Mạnh ơi. Thế là dở rồi, là hỏng rồi. Làm sao mà lại được 0,5 trên 2 điểm? Thế thì gọi là được 1/4 của số điểm. Thế một lát nữa viết câu nghị luận văn học cũng lại được 1/4 của số điểm nữa. Thế thì cả bài cũng chỉ được 1/4 của cả bài. Thế thì quá thấp à? Chỉ được 2,5 điểm à? Đúng chưa? Đúng không? Lưu ý giúp chị. Rồi, đấy là phần mở đoạn. Tiếp theo chúng mình có phần thân đoạn ạ. Chị phân tách cho các bạn rõ ràng thôi nhá. Còn sẽ không có xuống dòng và lùi vào đầu dòng đâu. Các bạn lưu ý giúp chị. Chứ không phải là chị phân tách thế này xong rồi các bạn kiểu, các bạn lại bảo là thế thì em phải xuống dòng và lùi vào đầu dòng. Không đúng nhá. Chị không nói với các bạn như thế nhá. Được không ạ? Rồi, ở trong cái phần thân đoạn này á, thì các bạn sẽ phải giúp chị làm những cái như sau. Được không nào? Trước tiên, đó là chúng ta cần phải có một cái ý rất quan trọng là giải thích. Được không ạ? Giải thích vấn đề đó là gì? Cái câu chuyện, tức là cái vấn đề mà tôi đang muốn đề cập đến ở trong này là gì? Thì cách quay lại đây khoảng tầm 2-3 năm gì đó, một lát nữa sẽ cùng xem. Thì chủ yếu bây giờ ấy, cái xu hướng ra đề là suy cho cùng kể cả là một hiện tượng đời sống hay là một tư tưởng đạo lý, thì cái vấn đề được đề cập ấy, bao giờ cũng định hướng những người trẻ về việc là hãy trở thành một cái tôi ưu tú hơn, hãy trở thành một người có một cái góc nhìn về cuộc sống đẹp hơn, hãy sống tốt hơn và ngày càng hoàn thiện bản thân của mình. Thường là những cái vấn đề liên quan tới việc như vậy. Ok chưa? Các bạn lưu ý giúp chị điều này nhá. Thì cái phần giải thích các em cứ làm rõ cái vấn đề đó cho chị là ok. Và chúng ta lưu ý giúp chị cũng ngắn gọn thôi, chứ không lại bắt đầu lại từ cái gì ạ, theo khái niệm của cái này là như thế này, của cái kia là như thế kia, của cái này là như thế này. Tức là rất là dài dòng, ngắn gọn cái phần này thôi ạ. Ok chưa? Ok chưa nào? Rồi, sau khi giải thích xong chúng ta sẽ đến bước tức là gì ạ? Chị sẽ nói để các bạn hiểu nhá. Các bạn hiểu được cái bản chất của câu nghị luận văn học này là gì nhá. Lưu ý giúp chị rằng là cái phần giải thích này là cái phần các em định hình trong đầu của người đang đọc bài viết của các em ấy, là tôi thực sự đã tìm hiểu về cái vấn đề này và tôi đưa đến những cái khái niệm về vấn đề để cho mọi người cũng hiểu được. Nếu như mọi người mà chưa biết đến cái khái niệm này thì bây giờ mọi người sẽ biết và cái bài viết của tôi sẽ dễ hiểu hơn. Còn nếu như mọi người mà đã biết đến cái khái niệm này rồi thì thêm một lần nữa chúng ta củng cố lại trong đầu mình về khái niệm, về cái vấn đề đang được đề cập. Ok không ạ? Chị sẽ nói giúp cho các bạn giống như cái việc là thật ra viết một cái bài nghị luận xã hội ấy, nó giống như là một cái đoạn mà các em đi lên diễn thuyết và các em thuyết trình về một vấn đề, các em bảo vệ quan điểm của các em. Bởi vì như chị đã nói, ở trong câu nghị luận xã hội này, nếu như hỏi chị rằng là theo chị thì trong cái câu nghị luận xã hội này điều gì là quan trọng nhất, thì bản thân chị sẽ đưa ra list ra những cái điều như sau. Một, cái thứ nhất chị cho rằng rất quan trọng trong nghị luận xã hội, đó là đòi hỏi học sinh phải có quan điểm. Đây là cái trước tiên ạ. Quan điểm rất quan trọng. Tại sao mà lại phải đưa ra bài nghị luận xã hội mà không phải là một cái bài khác? Được không ạ? Bởi vì các em hiểu không? Đôi khi các em rất là bị một cái góc nhìn nó thiếu cái sự đa chiều về một vấn đề. Và các em rất là bị dẫn dắt. Tức là các em rất là bị dẫn dắt. Các em chưa làm chủ được cái suy nghĩ của mình, chưa làm chủ được cái quan điểm của mình. Thì ở đây, thêm một lần nữa, bài nghị luận xã hội này sẽ giúp cho các bạn học sinh, sẽ giúp cho các bạn 18 tuổi đã đủ tuổi chịu trách nhiệm trước mọi hành động, tự trang bị được cho mình một cái quan điểm vững vàng khi đứng trước một vấn đề. Thì đây đối với chị là cái quan trọng nhất. Ok không ạ? Đây là cái mà chị thấy rằng là quan trọng nhất. Cái thứ hai, chị thấy rằng cũng quan trọng không kém trong cái việc mà để chúng ta tạo lập một cái bài nghị luận xã hội bên cạnh quan điểm, đó là dẫn chứng. Khi các em đã có quan điểm rồi, đồng nghĩa với việc các em đã biết cái vấn đề đó rồi, tức là các em sẽ làm được cái phần giải thích và cái phần bàn luận rồi. Đúng chưa ạ? Nhá. Chúng ta đã nói được cái phần giải thích và phần bàn luận rồi thì thêm một cái nữa rất là quan trọng với chúng mình, đó là dẫn chứng. Dẫn chứng ở đây tại sao mà người ta lại nói với các em là chúng ta nên cho một vài cái dẫn chứng? Giống như việc nếu như các em chỉ nói rằng là ôi em là một người học rất là giỏi chị ạ, kiểu vậy. Hay là em là một người hát rất là hay chị ạ. Nếu như em nói như vậy thôi thì người khác có tin vào cái quan điểm mà em đưa ra không? Chắc chắn là không rồi, đúng không? Chắc chắn là không rồi, chắc chắn là người ta sẽ không tin vào những gì em nói rồi. Nhưng nếu như sau đó em show ra cho người ta, em trình bày trước người ta một cái bài hát và em cho người ta xem một cái video clip em đã hát đấy, và người ta thấy rằng là à, đúng là bạn này hát hay thật, thì có nghĩa là gì ạ? Cái dẫn chứng là một cái rất là quan trọng để củng cố cho cái quan điểm của em, được không? Đây là một cái rất là quan trọng để củng cố cho cái quan điểm của em. Thế nên chị mới nói cái yếu tố thứ hai để có thể tạo lập được một cái bài văn nghị luận xã hội tốt, mang tính truyền cảm hứng, một bài văn chân thành, một bài văn vừa đúng, vừa đủ, vừa hay, thì yếu tố thứ hai là dẫn chứng. Mà tại sao người ta lại nói rằng là lại phải đưa dẫn chứng vào? Ở đây rõ ràng là Bộ Giáo dục ra đề với cái mục đích muốn khai thác những cái khía cạnh thông tin các em tiếp nhận hàng ngày như thế nào, các em đọc những cái câu chuyện về những người truyền cảm hứng ra sao, các em khai thác thông tin như thế nào, và các em có phải là những người nhanh nhạy và cập nhật những cái thông tin đó và tư duy trong cái việc lựa chọn những cái dẫn chứng hay nhất để đưa vào hay không. Ok chưa nào? Nhá. Rồi. Thì cái thứ hai là dẫn chứng, các em có hiểu không? Cái thứ ba chị muốn nhắc tới ở đây là thông điệp. Suy cho cùng, sứ mệnh của một bài văn nghị luận xã hội, một đoạn văn nghị luận xã hội là với cái mục đích truyền tải một cái thông điệp tốt đẹp đến những người đang đọc bài văn đó. Được không ạ? Truyền tải một cái thông điệp tốt đẹp đến những người đang đọc bài văn đó. Giống như việc các em lên nói một bài diễn thuyết, ngày hôm nay các em nói một bài về gia đình, và sau đó các em đưa ra một cái thông điệp về việc là hãy trân trọng gia đình của bạn, bởi đó chính là nơi chắp cánh cho những ước mơ và bắt đầu cho những hạnh phúc của bạn. Thì sau khi mà nghe xong cái thông điệp đó, tự nhiên mình cảm thấy là ôi, mình nhớ về gia đình mình quá, và mình cảm thấy những cái điều trước đây, những cái lúc mà mình từ chối nghe điện thoại của bố mẹ, mình không quan tâm đến bố mẹ, nó là một cái điều gì đấy rất sai trái. Thì có nghĩa là thông điệp ở đây giúp cho chúng ta thay đổi cái nhận thức của mình khi nhìn nhận về cái vấn đề đó. Hiểu với chị không ạ? Thì cái thông điệp ở đây cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Đối với chị là như thế nhá. Chị nói với các bạn là theo quan điểm của chị là như vậy nhá. Chị nói với các bạn theo quan điểm của chị là như vậy. Ba cái này là ba cái quan trọng nhất trong đoạn văn nghị luận xã hội. Các em có hiểu không? Các bạn ơi, các bạn có hiểu những gì chị vừa nói không? Chị sợ là các em ơi, các bạn tập trung đi, tập trung vào việc chị đang nói, tập trung vào việc chị đang giảng đi. Được không nào? Tập trung vào việc chị đang nói đi. Tập trung vào việc chị đang nói đi, và chị đang hỏi các bạn là các em có hiểu những cái gì chị vừa nói không? Các em có thực sự hiểu về bản chất không? Tại vì cái vấn đề chị đang muốn thúc đẩy các bạn học là các em phải hiểu về bản chất và hiểu về cách làm. Chứ không phải là các bạn chỉ mơ hồ và sau đó viết một cái đoạn văn nghị luận xã hội nó rối kinh khủng khiếp. Thật sự luôn đấy. Viết một cái đoạn văn nghị luận xã hội rối kinh khủng khiếp. Viết xong khi hỏi còn bảo là chị ơi thôi chị đừng đọc bài của em. Em viết bài xong em còn chẳng hiểu là em viết gì. Thì chị không biết, chị không hiểu. Chị nhá, chị cũng nói thẳng thắn với các bạn luôn nhá. Những bạn nào mà vào xem phần livestream này với cái thái độ không tích cực, chị sẽ nói chung là chị thì cũng không có ý kiến gì, bởi vì chị đã phát công khai thì tất cả mọi người đều có thể tham gia. Nhưng những bạn nào mà không có những đóng góp tích cực thì chị nghĩ là tạm thời các em nên out ra và sang một cái phần thông tin khác, để cho các bạn khác còn có cái tâm lý để học. Được không ạ? Đây đã là giai đoạn nước rút ở phần cuối rồi, không còn nhiều thời gian nữa rồi. Nên nếu như mà các bạn không có cái sự xây dựng cùng với chị thì các em có thể out ra. Đấy là cái gọi là một cái gì ạ? Lời đề nghị lịch sự và chân thành của chị. Chị mong là các em sẽ hiểu giúp cho chị nhá. Rồi. Thế nên các em phải hiểu về ba, tức là các em phải hiểu về bản chất của cái này. Sau khi hiểu về bản chất của cái này xong như chị đã nói, sau cái bước giải thích thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ bàn luận. Được không ạ? Bàn luận ở đây chính là cái việc các bạn đi phân tích, đúng không ạ? Các bạn đi bóc tách những cái khía cạnh của cái vấn đề mà các bạn đang đề cập, và thêm một lần nữa trực tiếp về cái gì ạ? Trực tiếp nói ra về những cái quan điểm của mình ở trong phần này. Ok chưa nào? Nhá. Sau khi bàn luận xong thì các bạn sẽ làm gì ạ? Sau khi bàn luận xong thì các bạn sẽ chứng minh. Ở phần này chính là cái phần mà các bạn dùng đến dẫn chứng. Được không ạ? Và cuối cùng các bạn sẽ liên hệ bản thân, hay còn gọi là phần mở rộng. Được không ạ? Và sau đó các bạn sẽ kết đoạn bằng một cái thông điệp. Mang cái tính truyền cảm hứng. Đây, chị sẽ thử một cái đề. Được không nào? Chị sẽ thử một cái đề cùng với các bạn. Và chị mong là khi mà chúng ta nhìn nhận vào cái đề này rồi thì đây, các em nhìn nhá, chúng ta có một cái đề này. Đợi chị một chút. Đây, chị sẽ lấy. Đây, chị có một cái đề thi thử quốc gia vào năm 2016. Đợi chị một chút nhé, để chị lấy cái đề này cho các bạn. Bài này là 600 chữ rồi, chị sẽ lấy một cái đề khác nhé. Đợi chị một chút. Đây ạ, đây. Chị sẽ lấy cái đề năm 2017 nhá. Chúng ta sẽ có một cái đề năm 2017 và chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái ba em điểm chị đã in ra cho các bạn. Chị đã lấy cái ba em điểm của bộ và chị in ra cho các bạn ở trong này rồi. Đây các bạn nhìn này. Chúng ta có một cái đây ạ. Đây là đề của chúng mình. Đây, chị sẽ bỏ này sang một chút nhá. Đây là đề của chúng mình này. Từ nội dung đoạn trích phần đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của sự thấu cảm trong cuộc sống. Được không ạ? Nói chung là năm 2017 nó giống như là một cái bước ngoặt đấy. Bởi vì nó thay đổi rất là nhiều thứ và khiến cho các bạn thí sinh là kiểu cảm thấy hơi chóng mặt một chút xíu ở đây. Bởi vì là năm nay thi khác những năm trước quá, kiểu vậy. Đúng không? Đây, bây giờ chị sẽ phân tích cùng với các bạn nhá. Chị sẽ phân tích cùng với các bạn cứ bình tĩnh. Được không ạ? Các bạn cứ bình tĩnh. Đây, các em nhìn này. Anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về sự thấu cảm trong cuộc sống. Đường Khởi ơi, yên tâm, chị có quên cái gì đâu. Em yên tâm đi, chị không quên đâu nhá. Đây, các bạn nhìn vào trong này ạ. Các bạn nhìn này. Trước tiên này, chúng ta sẽ cùng xem đáp án này. Câu này được 2 điểm, đúng không? Đây, nhìn này. Thứ nhất này, đảm bảo yêu cầu về mặt hình thức của đoạn văn. Tức là nếu như mà các em đảm bảo cái, tức là các em viết được một bài văn, một cái đoạn văn hoàn chỉnh rồi thì các em sẽ được 0,5 điểm. Nhưng mà anh nào, chị nào, bạn nào mà lại viết theo cái kiểu là viết thành tách thành 2 đoạn hay là 3 đoạn là thôi hỏng rồi, mất cái phần này rồi nhá. Tiếp tục này. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận, ý nghĩa của sự thấu cảm trong cuộc sống. Được không ạ? Thì đây chính là cái phần mà các bạn gì ạ? Các bạn viết luôn cái phần mở đoạn đấy. Các em xác định đúng cái vấn đề cần nghị luận, đó chính là ý nghĩa của sự thấu cảm đấy. Ok chưa? Nhá, tiếp tục này. Triển khai đúng vấn đề nghị luận. Đây là cái phần mà chị muốn nói với các bạn là để xem là ở trong cái phần thân á, cái phần thân đoạn ấy, chúng mình cần có gì. Yên tâm, chị không quên cái gì đâu. Nên các bạn không cần phải nhắc nhở chị. Yên tâm, chị không quên gì đâu nhá. Nhìn này. Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận, nhưng cần làm rõ ý nghĩa của sự thấu cảm đối với cá nhân và xã hội. Có thể theo hướng như sau. Thứ nhất, sự thấu cảm bồi đắp trong lòng nhân ái, giúp con người biết sống, biết yêu thương, chia sẻ và có trách nhiệm. Sự thấu cảm tạo nên mối quan hệ gần gũi giữa người với người, giúp cho xã hội tốt đẹp hơn. Hết. Đáp án. Có nghĩa là gì ạ? Ý chị muốn nói là ở tất cả những cái đáp án mà chị xem ấy, thì nó đều không có cái phần phản đề. Từ khi mà chuyển sang viết một cái đoạn văn á, thì ở trong cái phần ba em của đáp án là không có cái phần phản đề các em ạ. Được không ạ? Hiểu với chị không? Tức là nó không có cái mặt trái của vấn đề và cũng không có phần phản đề. Chị đã tham khảo và chị đã xem rất là kỹ những cái ba em điểm rồi. Thế nên ý chị muốn nói với các bạn ở đây là gì? các em có thể cho cái phần phản đề vào là tùy thuộc các bạn, được không? Nhưng mà, được không ạ? Nhưng mà đối với bản thân của chị, khi nghiên cứu về cái việc là khi mà tìm hiểu về cái việc mà làm những cái đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 từ như thế này á, thì chị không có làm cái phần phản đề ở đây. Bởi vì là ở trong cái phần nội dung ấy, người ta không yêu cầu các bạn phải phản đề. Hiểu chị không ạ? Còn đây là chị đã nói là trên cái phương diện quan điểm của chị nhá. Còn tất nhiên là các em thì các em có thể hoàn toàn có thể viết phản đề vào. Chị đâu có ngăn cản được các bạn làm việc đấy đâu, đúng không? Nhưng mà theo cái lời khuyên của chị thì là như vậy. Tại vì chị muốn là cái bài văn nghị luận xã hội của mình, cái đoạn văn nghị luận xã hội của mình nó sẽ ở một cái thể thống nhất, được không ạ? Nó sẽ ở một cái thể thống nhất. Thống nhất ở chỗ là gì? Thống nhất ở chỗ là chúng ta đi xuyên suốt một cái quan điểm, được không? Hiểu chị không? Chúng ta sẽ xuyên suốt một cái quan điểm và chúng ta không có lật ngang, lật dọc, không có, tức là chúng ta chỉ đi theo một con đường. Và một cái phần gọi là gì ạ? Một cái phần như thế nào nhỉ? Xuyên suốt một con đường thôi, được không ạ? Nhá, hiểu chị không? Thì như chị đã nói, đây là lời khuyên của chị mà. Chị không cấm cản các bạn, các em hoàn toàn có thể viết phần phản đề bình thường. Ý chị chỉ muốn nói với các bạn là gì? Khi mà chị phân tích cái barem đề này cùng với các bạn, đây đáp án của bộ đây, đúng không? Các em nhìn thấy mà, chị đâu có lừa gạt các bạn gì đâu, đúng không? Chị không có gì phải giấu giếm cả đây. Chị in đây, chị in cái phần đề ra cho các bạn rồi đây, đúng chưa? Các em nhìn xem có chỗ nào có phần phản đề không? Được không ạ? Có chỗ nào có phần phản đề không? Hay là thậm chí cái đề năm 2016 đây cũng không có phần phản đề luôn. Đây ạ, được không ạ? Đây chỉ có phần giải thích này, nhìn này. Giải thích này, ok chưa? Tiếp tục nhá, giải thích này. Tiếp theo này, bàn luận này, ok chưa? Tiếp tục này, bàn luận xong này. Gì nữa ạ? Mở rộng vấn đề này. Và bài học liên hệ, nhận thức và hành động. Nhưng đây chúng ta nhìn này, cái phần này nó sẽ tương ứng với cái phần, nhiều bạn sẽ đánh đồng với cái phần là cái phần này là cái phần phản đề. Nhưng thật ra là bản thân chị cảm thấy là không, đây chưa chắc đã là cái phần phản đề đâu ạ. Được không ạ? Ý là mình nhìn ở một cái phương diện khác và một cái khía cạnh khác thôi, chứ không phải là đi ngược lại với cái đó, không phải là trái ý với cái đó, mặt trái của cái đó, ok không? Mà các em nhìn này, cái đề của năm 2016 ấy lại là một cái đoạn văn. Đây chị cho nhìn đề này, các em sẽ thấy được cái sự khác biệt luôn. Tay gọi là gì ạ? Nói có sách mách có chứng luôn, chứ không phải là chị gọi là, chứ không phải là chị Đây các em nhìn này, cái bài, cái đề của năm 2016 mà nó có cái phần mở rộng ở trong này á, thì nó lại là viết một cái đoạn văn 600 chữ cơ, bài văn cơ. Hiểu chị chưa? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta viết một cái bài văn 600 chữ thì chúng ta có nhiều cái đất để chúng ta viết hơn. Thì lúc đấy chúng ta có thể nhìn cái vấn đề đó trên nhiều những cái phương diện đa chiều hơn. Còn ở đây chúng mình chỉ có 200 chữ thôi, 200 chữ để bày tỏ quan điểm của các bạn, được không ạ? Thì thay vì cái việc là chúng ta cứ lo cái việc là phải đi viết mặt trái, phải đi phản đề, thì thay vì đó các bạn hãy viết một cái bài, viết thêm cái phần đó vào đưa ra dẫn chứng, thêm cái phần đó vào đưa vào cái phần bình luận, hoặc thêm cái phần đó vào trong cái việc liên hệ bản thân các em. Thì chị nghĩ là sẽ hay hơn, chúng ta sẽ tạo được ra một cái bài văn chất lượng hơn, thay vì viết là cứ mỗi ý một tí, mỗi phần một tí. Được không ạ? Bởi vì viết một tí như vậy thì cái bài viết của chúng ta nó sẽ rất là bị nông ấy, mà cảm giác như là cái gì cũng chỉ hời hợt ở bên trên ấy. Các em hiểu chị, hiểu ý chị không? Nhá, các em hiểu ý chị không? Nhá. Ok không ạ? Lưu ý giúp chị nhá. Được chưa? Lưu ý giúp chị nhá. Ok chưa? Thì đấy là lời khuyên của chị. Còn tất nhiên là cái này lựa chọn vào, cái này dựa vào phần lựa chọn của các bạn mà. Với cả thêm một cái nữa là rất nhiều bạn hỏi chị về việc là: ơ chị ơi, thế ví dụ mà em, ví dụ á, mà em viết khoảng 300 chữ thì có sao không chị? Kiểu thế, 300 chữ thì có sao không chị? Nhưng mà thật ra chị nghĩ là các thầy cô chấm bài đâu có ngồi đếm chữ của các em đâu, đúng không? Các em cứ ước lượng vừa phải là được, không nên quá dài là ok. Sẽ không quá, nói chung là không nên quá dài là ok. Được không? Các bạn hiểu chị chưa? Nhá. Được không nào? Ok không ạ? Chị định là chị sẽ làm với các bạn về một cái đề mẫu cơ. Nhưng mà có lẽ là chắc là chị sẽ không, hôm nay chị không đủ thời gian để viết một cái bài mẫu cho các bạn, nhưng mà các em xem lại những cái phần livestream trước thì chị đã hướng dẫn cho các bạn làm rất là nhiều những cái đề về nghị luận xã hội rồi. Thêm vào đấy, nếu như mà các em vẫn đang tìm một cái tài liệu để học nghị luận xã hội thì đây, thời gian vừa rồi chị nhận được phản hồi khá là tốt về cuốn này. Mặc dù nó rất là nhỏ thôi, nói chung là nhỏ nhưng có võ. Và hôm nay thì chị đã nhận được rất nhiều phản hồi từ các bạn là: chị ơi, em cảm ơn cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội của chị. Tại vì là hôm vừa rồi em thi thử em đã được 1,75 trên 2 điểm mà chưa bao giờ em đạt được cái số điểm như thế. Em dựa vào cái cuốn này và em đã học theo cái cuốn này và em đã đạt được cái số điểm cao như vậy. Nói chung là nó nhỏ nhưng mà nó rất là hữu ích với em. Thì chị cũng mong là nếu như mà các bạn đang tìm một cái cuốn tài liệu nó cô đọng nhất về phần nghị luận xã hội, bởi vì các em vẫn còn băn khoăn, thì các em có thể lựa chọn cái này, tham khảo thêm về cái này. Và cái cuốn này thì chị free ship cho tất cả các bạn luôn, ok không ạ? Sẽ có một số những cái nguồn tài liệu, những cái cuốn sách hay mà chúng ta có thể đọc. Thứ nhất, để cho tâm hồn chúng ta đẹp hơn. Thứ hai, để chúng ta biết được, đưa ra được những cái thông điệp hay hơn, nhân văn hơn và học được nhiều từ ngữ hơn. Nếu như mà các bạn cần thì chị có thể sẽ, gọi là gì ạ, thống kê lại, sưu tầm lại để có thể gửi cho các bạn một cái file. Các em có thể đọc để gọi là gì ạ, đọc để gọi là bản thân các em sẽ cảm thấy kiểu như là mình được tăng về vốn từ này, tăng về cách viết này, và để viết được một cái đoạn văn mà nó truyền thông điệp và truyền cảm hứng. Ok chưa nào? Nói chung là như thế này. Suy cho cùng ấy, cái đoạn văn nghị luận xã hội sẽ làm tròn cái sứ mệnh của mình. Và cái sứ mệnh của đoạn văn nghị luận xã hội là các em đưa ra cái quan điểm đúng đắn của các em khi nhìn nhận về vấn đề. Và các em đưa ra một thông điệp để sau khi mọi người đọc bài văn của đoạn văn của các em, mọi người cảm thấy là đó là một quan điểm đúng. Và tôi sẽ hành động, tôi sẽ có những hành động để tôi thay đổi bản thân tôi, thúc giục bản thân tôi ngày một tốt hơn, ưu tú hơn và có những cái nhìn nhận về cuộc sống nó đa chiều hơn và sâu sắc hơn. Ok chưa? Nhá, được không nào? Rồi, ngày hôm nay chị tạm dừng cái phần phát trực tiếp tại đây. Chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi, yên tâm đi. Được không ạ? Yên tâm đi, sớm gặp lại nhau thôi. Chỉ cần các bạn còn cần chị thì chị sẽ vẫn ở đây để hướng dẫn cho các em. Chỉ là cái sự chia sẻ và hướng dẫn của chị cho các em thôi. Ok không ạ? Cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã xem phần livestream này. Và chúng mình sẽ sớm thôi quay trở lại gặp nhau ở trong phần livestream tiếp theo các bạn nhé. Nhớ là chỉ còn 5 ngày nữa thôi là khóa cốt văn của chị Hiên bắt đầu rồi. Bạn nào vẫn còn đang mông lung về nghị luận văn học thì nhắn tin ngay cho admin fanpage nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi chiều và buổi tối thật là vui vẻ nhé. Bye bye!